Xin chào các bạn, thưa các bạn, để đáp ứng yêu cầu chơi loa súp chất lượng cao, Khang Audio làm ra đôi loa súp B12 được phối ghép với những hệ thống âm thanh chất lượng cao mà nhiều người chơi đánh giá rất tốt về Khang Audio. Và tại video này, chúng tôi bán và cam kết với các bạn những các cái phẩm chất về đôi loa B12 chúng tôi đang có như sau. Thứ nhất là loa 400W đủ công suất, màng giấy gân cao su, vỏ hoàn thiện bằng gỗ óc chó sơn phủ mờ, mạch điện được làm với mạch class AB, có cổng tín hiệu vào RCA, có điều chỉnh tần số để phù hợp với nhu cầu nghe, có điều chỉnh về công suất cho các bạn để đáp ứng được với loa tay cho phù hợp, có chỉnh đồng pha để tạo ra chất lượng âm thanh tiếng trầm là đẹp nhất. Một cái nốt trầm rõ, mềm, êm, không ồn, đó là những các cái mà chúng tôi cam kết tại chiếc loa B12 với giá 3.500.000 này. Thưa các bạn, để có thêm thông tin cho các bạn sử dụng về chiếc loa B12 này, Khang Audio muốn làm đại diện cho các bạn một cách cắm sút với một chiếc đầu Sumiko của Khang nhá. Khi các bạn tháo ra, các bạn hãy cắm dây nguồn vào và đây là công tắc bật tắt cho nó. Sau đó các bạn hãy cắm một cái dây tín hiệu RCA vào và các bạn hãy chọn cái đường súp ra của chiếc âm ly của mình và các bạn cắm vào. Sau đó các bạn bật công tắc và nghe thử. Nhớ điều chỉnh tần số, volume to nhỏ, pha với cái sự gia giảm đúng với ý đồ của mình muốn nghe nhạc. Và ngay sau đây mời các bạn nghe nhạc. Phương đó nếu bây giờ mưa gió nhiều, đường trơn chân con nhỏ cậy nhờ ai đón đưa. Đồng thư em hay hòn hay dỗi tranh tôi. Các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ cũng như là được tư vấn chuyên sâu các bạn nhé. Chúng tôi bán giao hàng toàn quốc các bạn ạ. Xin cảm ơn các bạn.